Đề tài ứng dụng tích phân trong cuộc sống của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đã xuất sắc đạt huy chương bạc tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2023 tổ chức tại Malaysia. Đề tài ứng dụng tích phân trong cuộc sống đã đạt giải nhất cấp tỉnh và giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Dự án đã được chuyển sang tiếng Anh, đại diện nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2023. Cuộc triển lãm này được tổ chức lần đầu tiên năm 2004 tại Nhật Bản. Cuộc thi có các tiêu chí là tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao vào sản xuất và đời sống. Tham gia triển lãm lần này, 6 dự án của Việt Nam đều đạt giải với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.